nguồn điện, năng lượng hợp lý, tiêu phát chấn tạc can. Đảm bó cung cấp điện, tay cậu chất lượng điện năng, loan cố cộng thắn nhập cung cấp điện, lạc cộng suất phụ tải, đỉnh cú hệ thống điện. Tay cậu nhà xị cố doanh nghiệp, loan liều cố trả vội, trôi xế san xây dòng, an toàn tiết kiệm, lon kết cá. Trưa nay, thong cú tràng sạn, khai khang sẽ rào lầu sầu lại phụ tải, đảm bảo công suất, sản lượng, xây san, lồng yêu cầu. Tam mạt tham gia tràng sạn, tiết kiệm năng lượng, sầu lại phụ tải, đi học khai khang cắn tạc hưởng, hao quyền lợi dịch vụ điện lặt, mổ mật trên, lôm sầu điện, vệ sinh thiết bị điện, tràng loan tư vấn nhu cầu xây dòng điện, cài đặt sang hào tiện ích tiết kiệm điện. Chúng tôi cũng rất là chia sẻ ngô cây là giàu tổ học biến pháp tiêu chết lạc phụ tải điện tan một sầu tác phụ tải điện nên sẽ ảnh hưởng tó liều hệ thống điện chấu chặt mật điện trôi liều bá tây công nghiệp cho ảnh hưởng chất xịt tài tó hao doanh nghiệp loan hao doanh nghiệp ngô cây Tam mà điện lạc thỏng báo, ngô cây sẽ chấu lạc tác nguồn điện, nhây sập phần bẹc, lương điện, xây dòng cung xây. Mà cũng như doanh nghiệp chúng tôi vừa cú, lãnh đạo công ty điện lạt bắc giang loan sang phòng chuyên môn là giàu chịu chủ cộng loan công ty trách nhiệm giàu hạn khải thần loan công ty trách nhiệm giàu hạn khải thừa dọc bát tây trời lục nam vìn cây chấu tiết kiệm điện loan sầu lại phụ tải nhập nên nhề trẻ lan nhì nhầy cây xây lẻng doanh nghiệp lan xây dòng chiếm tỷ lệ sắt Phản lấy sản lượng điện cố lục nam vìn Xây dòng điện, chăn xỉ tài, trong cú còng tiết kiệm điện trôi chấu chặt đối loan lẻng doanh nghiệp, xây ít bài toán, mổ hào chấu. Bởi cần liều nguồn điện tắc xây dòng tiêu phục vụ sang loại máy móc, trôi công xưởng đen mổ thể chết lạc tạc. Chắn căn chấu trôi xỉ san cố, tham gia trạng sạn xấu lại phụ tải, ni cú còng chết lạc, cố doanh nghiệp, học tập cho nhập sang phá tẩy, hành chắn, sang phá tẩy cạn táng, hạc tàu chú chặt. Vì nay, dự kiến trời sẽ san ong lẹt nên nhảy trễ lát nhảy nhảy, ta mát nhu cầu xây dòng điện sẵn cọ trôi lục Nam Vìn. Đi tiêu sầu lại của công chú chặt cho mồi dịch bệnh Covid sập cầu, sẽ giàu tổ cú cọng mất ổn định, loan nguy cơ giàu chặt sự cố, mất điện, trôi lầu điện. Tàn mùa giảo cú cong phối hợp sầu lại phụ tải của doanh nghiệp trôi tệp bàn. Trong trường hợp mà nếu mà tắt công ty ngộ cây chấu chặt thang hóa tiêu mải chăn hạt tao củ gạ, ngộ cây mải hang, lôm sấy san, tàn mất tiết liảng tót làm nhạt leo, ni ngộ cây, mô rào hang, tiêu mải. Sẽ chấu chặt chân sể tổ hao thộm trọng táng công ty của ngộ cây. Phía Điện lực Tỉnh Bắc Nam cũng như Điện lực Bắc Nam là hết sức thông cảm về cái việc mà tiết tạm điện của bên em. Dự kiến nên nhảy chạy lan nhảy nhảy, công suất tải nhất sẽ trên lan nhảy sạp MW, tăng sạp lấy phải lọc phần pek đặc lo nên nhảy chạy lan nhảy giặt. Trang sản tiết kiệm năng lượng lo sầu lại phụ tải, la dạo lạt lan tỏa chất sợi sản vột cho doanh nghiệp. Thông cố trang sản, xế san cú, công ty điện lạt Bắc Giang, gì la chấu chất sợi can cam kết, chấu phạt điều kiện, tổ nhất táng doanh nghiệp tham gia chẳng sạn sầu lại phu tải điện loan cú còng chàng tai cọ cú còng thắn nhập cung cấp điện tái nhập man khai khang ưu tiên cập điện chốt tuôn xế san xử lầy sự cố lầu điện chàng tập tội nhất hao yêu cầu phạt chặt trồi xế xa xây dòng điện trồi chỗ chặt ta này càng nhạt càng giàu tội hợn hao doanh nghiệp xây dòng điện tham gia chẳng sạn khẳng định cú còng thắn nhập loan cú cộng, cung cấp điện cú công tì điện lạc bắc giang chế nòng lon tỏng bàn, trời lon xây san cú, trời lon cọng chấu liều lạt, cọng dâu táo chỉ đạo lãnh đạo, cú tàng, chán phủ, cuộc hội, lon liều hệ thống chấn trị, lon học biến pháp quyết liệt cây ngoại giao, vaccine, lon tiêm chủng xẹt, cọng kiểm soát dịch Covid tập cao, trời Việt Nam, là cho lách kết cả tràn. Sàn cọng này là có phản tài, tái xế xẹn của nhân men cây bình thường lạn nhà cạn tạc cố cao cây, ngành du lịch của Bắc Giang, dí lăng chấu liều lạt, chấu học biến phạp chay, tiêu chập can tạc lòn thị trường, chuẩn bị hao điều kiện, giáng nhập xây san, phục hồi, cú du lịch. Mời chế nông lon tổng bạn, xem cả tiếng sau. nên nhảy chỉ là nhảy giặt do ảnh hưởng trọng của dịch Covid sập cầu, kết ca chấu hao chỉ tiêu cậy phát chấn du lịch của Liang lạc chân xe xe tạc loan sang lên lên. Tổng số khách du lịch đạt cản lấy bẹc trện của Nhan là cản lọc sập phần bẹc tạc lo nên nhảy trên sạp cầu, loan nên nhảy chỉ ăn nhảy sạp cú còng xào nhập ta cú còng du lịch đạt cản sp làm sập chặt tỷ ngàn lạc chất sập nhẹ phần bẹc tạc lo nên nhề trên sập cầu lạc hơn lọc sập ngổ phần bẹc tạc lo nên nhề chế lăn nhề sập còng suất xe dòng phòng trồi sang hào khách sạn ta dắt tao lấy sao đạt chất sập ngổ phần bẹc sang lấy sập phần bẹc tạc lo nên nhề chế lăn nhề sập do cản liều hào khách sạn tạc lo tiểu tiểu chấu sang bát tầy lây rền y tế lây rền tập tròn cản liều hào doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trôi tệ bạn phải tập tiểu cộng chấu, cố nhân phải tập tiểu cộng chấu. Trong mỗi xế san tập tiểu, lên hào tắc tỏng, mổ tắc hào, lân ảnh hưởng trọng của dịch Covid sập cầu. Vừa cú, ngành du lịch Việt Nam là chắn thức vụi môn, loan hào tổ mong úi, phục hồi, sẽ chốc phát tỏng lạt, tiêu chảy xe, liều nền canh trại, phát chấn. 2020-2021. Nên nhảy chẽn là nhảy sạp, nhảy chẽn là nhảy giặt, ngành du lịch bị ảnh hưởng chất xây trọng, càn lôm, sắc bá tầy, lữ hành, khách sạn, ọc hang, càn lôm, bị tập tiêu, hào còng chấu, mùa giàu. Nên nhảy chẽn là nhảy nhảy, Việt Nam loan quốc tế, ngành du lịch sẽ tạc phục hồi. 2022. Trồi hội nghị chấn khai hao biến pháp kích cầu du lịch Bắc Giang nên nhảy trễ lăn nhảy nhảy, đại diện sang phá tẩy, lạ cáng cầu, cây tổ còn chấu, lâm biến pháp chẳng, cây chặt lán hầu tăng doanh nghiệp du lịch, chuẩn bị cáo hao điều kiện chấu cầu du lịch, trời tình hình lạn. Hay sảng khai thác du lịch, hành trình khám phá, di sản phan phá Bắc Giang, học cơ chế chấn sội tiểu xã hút tao tư phát chấn du lịch, cần liệu hao đại biểu tăng dịch tiềm năng phát triển du lịch của Khang chân sẻ tài, tiêu hay sàng phát triển du lịch cho điều kiện bình thường lặn, xây san táo chấn quyền ngành chức năng sang phá tầy du lịch doanh nghiệp cần chạy xe hơn nữa, còn vặt tuyên truyền quảng bá tạo từ cơ sở hạ tầng, tái hao sản phẩm du lịch cặt trừng, hấp dẫn tiêu xạo hút khách, chập can giữa hao doanh nghiệp chấu du lịch, bụi giảng cáo dọc lễ tân hướng tái dẹn theo lầu chuyên nghiệp. Sở tổ chức cái hội nghị này rất là quan trọng. Sở diễn là tổ chức hội nghị cây, tiêu kích cầu du lịch, hội nghị di sẻ mạt, tiêu hao cơ quan cuốn lầy cục cả, sắc bá tẩy doanh nghiệp, đơn vị lữ hành, hao họp tác trả, loan bá tẩy du lịch, giàu thể sáng lộp cá cầu. ngọc cây chất sẻ mong ối hao sở ngành dô táo, chạy xe cầu tuyên truyền quảng bá, tiêu du khách, đơn vị tệ bạn, xét sinh táo du lịch Bắc Giang Phen. Ngộ cây dì mong sở ngành dô táo, cầy chặt lai, like, chấu táo phạm, tiêu chép can giữa doanh nghiệp du lịch lữ hành, loan sắc bá tẩy, hao họp tác trả du lịch, cú hao tẩy bạn, tiêu hay sảng tạc song tô du lịch hoàn chỉnh, chẹp càn du lịch của bắc sáng khen, loan sắc khen hầu cấy. Để làm sao xây dựng được các tour du lịch hoàn chỉnh? Về công tác chuẩn bị thì ọc hang khách sạn trời xuôi mỡ là chuẩn bị chất dịch cáo cây cơ sở vật chất dì lôm phú nhan dì lôm tinh thần tiêu sẵn sàng phục vụ khách du lịch ta mạt cậy tẩy phụng ngô cây dì mong úi tập tham gia nhập sang lớp tập loạn tiêu tay cọ chất lượng học dịch vụ vui thêm sang chịu sáng lộp lộp mền tiêu sang học cộng ty du lịch lữ hành ban cuốn lầy du lịch sang bá tẩy du lịch tiêu chỗ phạt của cộng thọng nhất trồi liều tuyến tay cậu, chất, chất lượng du lịch kết hợp giữa các cơ sở lưu trú tiêu phát chấn hay sảng học cộng chấu của du lịch trời xứ săn táo tòi màn cộng quyết lạm của học cơ quan đơn vị doanh nghiệp chấu du lịch doanh nghiệp một thể cả chấu du lịch mà cần phải sáng phản cậy cá cả trị cho nên giàu cú còng chẹp can giữa học cơ quan doanh nghiệp của nhân men chấu du lịch cần giàu cú còng nhắm chuyên nghiệp cộng chấu chuyên nghiệp của nhân chuyên nghiệp cho hội nghị, Trung tâm Thông tin Loan Xúc Tiến Du lịch Khang là chấu học cộng chấu tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch nên nhảy trễ là nhảy nhảy. Cho nên giảo của cộng số bến tài liệu quảng bá xúc tiến du lịch, cố mã quyết QR, app cài đặt, khai thác, ứng dòng, cổng du lịch thông minh Bắc Giang Khang. Còn vạt phối hợp tổ chức trang sản quảng bá xúc tiến du lịch trực tiếp trồi sang hồng hội nghị, hội thảo, hội háng du lịch loan sự kiện phán phá thể thao du lịch nên nhảy trễ là nhảy nhảy, loan hào cộng, quảng bá xúc tiến du lịch, trời xeang, loan hạc tàu xeang. cầu du lịch trong thời gian tới thì... Xế san táo, trung tâm thông tin là xúc tiến du lịch Bắc Giang, phối hợp loan Hào doanh nghiệp lữ hành, Hào phòng phán phá thông tin Vìn, thành phố. Kết hợp loan sang hào bá tẩy, lưu trú, bốn mải du lịch, tiếng sâu kiểm tra lại cơ sở vật chất, tiêu tăng, khách du lịch, tạc hầu nhất hơi sảng sang tàu du lịch phù hợp luôn điều kiện tăng khách cùng dây, đang chấu tiểu khách du lịch lai cầy, tạc an toàn, loàn tạc hầu nhất. Ngô cây tố nặng chấu cao vạt tuyên truyền quảng bá, phối hợp loàn sang bá tây, tiêu kích cầu du lịch, tiêu xạo hút khách du lịch lai lòn bắc giang. chúng tôi sẽ tích cực công tác tuyên truyền quảng bá. nên nhảy trẻ lan nhảy nhảy, ngành du lịch bắc giang tập chân cọ tán con vạt xạo hút tàu từ phát triển du lịch văn sản tận dòng khoa học công nghệ nhập tuyên truyền, quảng bá, thông cố con vạt cuốn lầy, khai thác kết cá hệ thống cuốn lầy du lịch thông minh. Công du lịch thông minh của Leang xây san nên nhảy trẻ là nhảy dạt, táo nhảy trẻ là nhảy ngầu, hơi sảng, loan chấu phạt tặc trò nhất, sang hào sản phẩm du lịch cạt trưng, tọc đáo, hấp dẫn của Leang. Trên nay, cán bộ tó chỉ đạo chạy xe tiến độ chấu hao dự án to từ cây du lịch, lạ là lạng to từ chỉ sang, phân táo tăng hơn ít triệu nhăn du lịch nên nhảy chuyện lăn nhảy nhảy. Ngay sau khi có chủ trương của chính phủ, ngay ta ma giàu chủ trương của chính phủ, bộ phán phá thể thao loan du lịch là chấu học biến pháp thích ứng an toàn, tiêu vụi môn, bon, hao cộng chấu du lịch cục tế, di lâm du lịch, trồi cục cạ sở phán vá thể thao du lịch diễn là tham mưu tăng ủy ban nhân dân riêng chặt tổ con chấu tổng thể cú bắc giang riêng hưởng ứng hao chủ trương của chán phủ loan cú bộ phan vá thể thao du lịch tổ chức hào cọng chấu tiêu thích ứng an toàn tiêu vội bon sang bá tây du lịch trồi bắc sang liang sở văn vá thể thao lần du lịch dí là tham mưu cọng chấu tổng thể cây học biến pháp chạy xe cọng chấu quảng bá tuyên truyền cho cơ sở hào cọng chấu biến phạp chơi hao đề án cọng chấu của Liang là tập trạng du lịch, trong mùa hè tới loan hào bến phạp phục hồi loan phát chấn du lịch càng cọ cố ngành phan phá thể thao loan du lịch các PC tổ chức hào cộng chấu sự kiện quảng bá du lịch linh hoạt theo diễn biến tình hình loan đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cây phòng chống dịch covid sập cầu trở nên nhảy trẻ lan nhảy nhảy loan sang nên táo cây du lịch bắc giang sẽ tạc khởi sạc loan càng nhạt càng phát chấn tạc hậu hơn có phản quan trọng nhập cú cọ phát chấn cành trại chạp vội cốt liền. cháy nồng lon tổng bạn nó thắn dầu trong trang san truyền an sán cháy nha sàn chưa đây phát sàn truyền ăn bắc sàn riêng cho sàn cái nhặt mặt phép trời cây kế lai cháy nồng lon tổng bạn là lau ấy xiang cả thắn dầu